Hello hello, mình đã quay trở lại với một video mới rồi đây. Và hôm nay thì mình sẽ nằm để nói để cho nó hợp với không khí của buổi ngày hôm nay. Câu chuyện trả là trong buổi học ôn thi đại học của mình ngày hôm qua có một cái câu hỏi liên quan đến sự khác biệt giữa lay với cả lai mà rất được các bạn ở trên lớp thảo luận rất là nhiệt tình sôi nổi. Mình sẽ đính kèm câu hỏi bên cạnh để các bạn có thể thảo luận cùng mình nhé. Theo các bạn, câu nào là câu đúng ngữ pháp trong ba câu sau? Các bạn nghĩ thôi, comment xuống dưới cho mình biết nhé. Còn mình thì tiếp tục nghỉ đây. 2000 years later. Các bạn đã chọn được chưa? Nếu như bạn nào chọn cả ba câu trên đều đúng mới là chính xác. Lý do đơn giản, các bạn sẽ nhớ cho mình như thế này nha. Lie nó là nội động từ, có nghĩa là nằm, như là mình đang nằm đây. Và nó sẽ có dạng thức đó là lie, lay, lean. Cho nên nếu như mình có câu là I like on the bed, hiện tại mình không nằm trên giường nhưng mà I like on the bed nó hoàn toàn chính xác, nó nghĩa là tôi đang nằm trên giường đúng không? Câu đấy là câu hiện tại. I lay on the bed nó cũng có nghĩa là tôi nằm ở trên giường nhưng mà nó là quá khứ, cho nên câu A với cả câu B hoàn toàn là chính xác về mặt ngữ pháp. Câu số 3 của mình đó là I lay a book on my bed, tức là tôi đặt một cuốn sách ở trên giường của tôi. Thế cái từ lay này nó là ngoại động từ và nó nghĩa là đặt. Sau từ lay này thì thường các bạn sẽ có thêm một cái tân ngữ. Như vậy là I lay a book on my bed thì cái a book nó sẽ là tân ngữ của cái từ lay đó. Cho nên là cả ba câu này đều đối mặt ngữ pháp. Các bạn đã học được sự khác biệt giữa lay và lie chưa? One more thing, còn một điều nữa. Đó là nếu như mà các bạn thấy video này có ích thì đừng quên like, share và comment để bạn bè cùng vào học nhé. Và các bạn có thể theo dõi kênh YouTube hay là kênh Facebook của mình để có thể cập nhật các bài học mới nhất. That's it. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo.